Phương Thúy xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin dịch COVID-19 trên kênh FBNC. Bản tin ngày hôm nay ngày 27 tháng 3 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trên thế giới, Tổng thống Mỹ muốn phân phối 200 triệu liều vaccine trong 100 ngày đầu tiên nhậm chức. EU gây áp lực yêu cầu AstraZeneca sớm giao thêm 200 triệu liều vaccine. Thổ Nhĩ Kỳ có thể tung ra vaccine ngừa COVID-19 dạng hit đầu tiên trên thế giới. Trung Quốc cáo buộc Mỹ lan truyền thuyết âm mưu về nguồn gốc COVID-19. Tại Việt Nam, nóng truy vết được 142 người đi cùng chuyến bay với ca COVID-19 nhập cảnh trái phép. Kiên Giang khẩn cấp tìm người đi chung 3 ca COVID-19 nhập cảnh trái phép. Có kết quả xét nghiệm của 31 trường hợp liên quan đến bệnh nhân nhập cảnh trái phép về thành phố Hồ Chí Minh. Bình Dương phong tỏa một tuyến đường ở Thuận An có người mắc COVID-19. Tính đến 18 giờ ngày 26 tháng 3, số người mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 126 triệu ca. Đến nay đã có gần 2 triệu 769.000 người tử vong vì đại dịch, số ca bình phục trên thế giới là gần 102 triệu ca. Theo đó, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi tổng số ca nhiễm COVID-19 đã vượt mốc 30,77 triệu và hơn 559.000 ca tử vong. Brazil là quốc gia thứ hai khi số ca nhiễm đã hơn 12,3 triệu ca và hơn 303.000 ca tử vong. Ấn Độ là quốc gia thứ ba khi số ca nhiễm hơn 11,8 triệu ca, trong đó gần 161.000 ca đã tử vong. Xếp thứ tư là Nga với tổng số ca nhiễm đã vượt mốc 4,5 triệu ca, trong đó hơn 97.000 ca tử vong. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden ngày 25 tháng 3 đặt mục tiêu mới là phân phối 200 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đến người dân Mỹ trong vòng 100 ngày nhậm chức đầu tiên. Hồi đầu tuần trước, thì chính quyền ông Biden đã phân phối được 100 triệu liều vaccine sớm hơn 58 ngày so với dự kiến ban đầu. Tôi biết kế hoạch phân phối 200 triệu liều vaccine rất tham vọng, cao gấp đôi so với mục tiêu ban đầu. Tuy nhiên, không có nước nào trên thế giới tiến gần đến mức này hơn chúng ta. Mặt khác, Tổng thống Biden cũng khẳng định nền kinh tế Mỹ đang phục hồi, với lượng người yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp đã giảm xuống đáng kể. Ông Biden bày tỏ, vẫn còn rất nhiều người Mỹ mất việc làm, nhiều gia đình bị tổn thương và có nhiều thứ cần thực hiện tiếp. Nhưng tôi có thể nói với người Mỹ rằng, sự giúp đỡ đã hiện diện tại đây và niềm hy vọng đang chờ ở phía trước. Viện nghiên cứu uy tín Brookings của Mỹ mới đây đưa ra báo cáo cho rằng việc chính phủ Mỹ phản ứng yếu kém trước đại dịch COVID-19 đã khiến đất nước phải trả giá bằng hàng trăm hàng ngàn sinh mạng mà có lẽ có thể cứu được. Khoản một thất thoát tài chính cũng rất đáng kể. Theo báo cáo của Viện Brookings, nếu chính phủ Mỹ có kế hoạch y tế hiệu quả hơn, quốc gia sẽ tránh được hàng trăm ngàn trường hợp tử vong, đồng thời tiết kiệm hàng trăm tỷ đô la và có thể dùng khoản đó để hỗ trợ cho những ai có nhu cầu. Giáo sư kinh tế Andrew Atkinson từ Đại học California, một trong số các nhà nghiên cứu ở Viện Brookings cho biết, nếu từ tháng 5 năm ngoái, Mỹ yêu cầu đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội và đẩy mạnh việc xét nghiệm trong khi chờ có vaccine COVID-19, thì số người tử vong có thể dừng ở mức thấp hơn 300.000 người, thay vì 540.000 trường hợp qua đời như số liệu hiện tại. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Donald Trump lại ngần ngại yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang trong thời gian đầu và đã nhiều lần xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của đại dịch. Mặt khác, giáo sư Atkinson dự báo ngay cả khi nước Mỹ đã triển khai tiêm chủng đại trà và khủng hoảng tạm lắng xuống, số người chết vẫn sẽ tăng lên nhiều, đạt ngưỡng 670.000 người. Giả sử vaccine chưa được chế tạo, ông Atkinson cho rằng con số tử vong cuối cùng sẽ lên tới 1,27 triệu người. Cách chính phủ Mỹ dưới thời hai vị Tổng thống Trump và Biden xử lý khủng hoảng kinh tế cũng nhận về nhiều chỉ trích. Theo Reuters, một nhà nghiên cứu cho rằng, mặc dù chính phủ phân bổ ngân sách cho một số khoản tối cần thiết, như y tế và trợ cấp thất nghiệp, khoản thanh toán một lần cho các cá nhân và gia đình là lãng phí và hầu như không có hiệu quả. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác phản bác cho rằng chính sách liên bang đã cố gắng hỗ trợ nguồn thu nhập và thúc đẩy chi tiêu của người dân, từ đó góp phần vực dậy kinh tế dù hiệu quả không quá cao. Các quan chức mới trong nội các của ông Biden, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Jen Yellen, cho rằng gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ đô la của họ sẽ giúp đỡ cho những người lao động và các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, chờ đợi thị trường việc làm phục hồi. Ngày 25 tháng 3, Mexico ghi nhận số người tử vong vì COVID-19 vượt ngưỡng 200.000. Đây là quốc gia có bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng nhiều thứ ba trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Brazil. Chương trình tiêm chủng triển khai chậm chạp, trong khi làn sóng bùng phát dịch thứ ba đang tấn công mạnh mẽ hệ thống y tế. Cộng với các ngày lễ đang đến gần, những điều đó khiến giới chức Mexico cảnh báo số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 còn tăng cao trong thời gian tới. Các bệnh viện ở nhiều đô thị lớn như Mexico City đều đã quá tải. Mexico bắt đầu tiêm chủng đại trà từ năm ngoái và là một trong những nước Mỹ Latin tiên phong làm điều đó. Tuy nhiên, nỗ lực tiêm phòng bị trì hoãn do thiếu nguồn cung, dẫn đến chính phủ Mexico than phiền các nước giàu tích trữ quá nhiều vaccine của toàn cầu. Đến thứ Tư,
Mexico đã triển khai được 6,1 triệu liều vaccine và có chưa tới 770.000 người hoàn thành đủ 2 liều tiêm chủng, chiếm 0,6% dân số. Trong khi đó, Mỹ đã triển khai được 130,5 triệu liều vaccine và khoảng 14% dân số nước này đã hoàn tất tiêm chủng. Hiện Brazil có hơn 12 triệu ca nhiễm và hơn 303.000 người tử vong, cao thứ nhì thế giới. Đông đảo người dân Brazil cho rằng sự thất bại của chính phủ trong việc ban hành các biện pháp chống COVID-19 chính là nguyên nhân khiến dịch bùng phát liên tục. Hiện giờ, hàng loạt cuộc biểu tình vẫn đang bùng nổ trên khắp đất nước để phản đối chính phủ. Hôm 24 tháng 3, người dân đã tập trung đông đúc trước bệnh viện Ronaldo Caryula ở thành phố Rio de Janeiro để phản đối cách xử lý yếu kém của chính phủ trước dịch bệnh. Người biểu tình còn đem theo những chiếc giường trống và đặt hoa lên đó, tượng trưng cho các nạn nhân đã thiệt mạng vì COVID-19. Một người biểu tình chỉ trích chính quyền tổng thống Jair Bolsonaro. Cuộc biểu tình về biểu ngữ này cho thấy quan điểm của cộng đồng quốc tế đối với Brazil. Thế giới đang nhìn vào Brazil với sự sợ hãi, đất nước tràn ngập biến chủng của virus và tổng thống ứng phó quá tệ. Tổng thống Bolsonaro chống lại việc giãn cách xã hội. Ông ấy kêu gọi người dân tụ tập. Ông ấy phản đối đeo khẩu trang và từ chối mua vaccine. Thật buồn khi chứng kiến những điều đó. Theo Reuters, Chile là nước có tốc độ tiêm chủng nhanh nhất thế giới, tính trên số lượng liều vaccine phân phát trên bình quân đầu người. Tuy nhiên, thì giới chức quốc gia Mỹ Latin trong ngày 25 tháng 3 vẫn quyết định kéo dài lệnh phong tỏa ở thủ đô Santiago nhằm chống lại đợt bùng phát dịch thứ hai. Số ca nhiễm ở Chile đã tăng liên tục trong các tuần gần đây do quốc gia này bước vào kỳ nghỉ hè, khiến hệ thống y tế đứng trước bờ vực sụp đổ. Giới chức vừa ban hành loạt biện pháp chống dịch nghiêm ngặt hơn từ ngày 25 tháng 3, theo đó hạn chế di chuyển trong nước, tạm thời hủy bỏ giấy phép cho những người cách ly được rời khỏi nhà để mua nhu yếu phẩm. Chính phủ Chile gọi những biện pháp gắt gao này là nỗ lực cuối cùng để ngăn chặn COVID-19. Phần lớn ở thủ đô Santiago, nơi sinh sống của 6 triệu người và là đầu tàu kinh tế của Chile, đã áp dụng phong tỏa suốt nhiều tuần gần đây. Tuy nhiên, chính phủ cho biết toàn bộ thủ đô sẽ phải thực hiện cách ly để ngăn chặn dịch tiếp tục lây lan nhanh. Chile là quốc gia có diện tích tương đối nhỏ nhưng khá thịnh vượng trong cộng đồng các nước Andean. Nước này cũng đang triển khai nhanh chóng việc tiêm phòng đại trà, giữ tốc độ nhanh nhất nhì thế giới. Chile bắt đầu nhận được các lô hàng vaccine của Pfizer vào ngày 24 tháng 12 năm ngoái và là nước đầu tiên ở Mỹ Latin bắt đầu tiêm chủng. Tuy nhiên, giới chức cho biết sự xuất hiện các biến chủng của virus và việc nới lỏng các biện pháp hạn chế đã làm dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ trở lại. Israel tiếp tục đạt thành tích ấn tượng về tiêm chủng, giúp chính phủ gần như là tháo gỡ các lệnh đóng cửa. Bộ Y tế Israel thông báo, đến ngày 25 tháng 3, thì nước này hiện đã tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 50% dân số. Israel bắt đầu phân phối vaccine Pfizer vào tháng 12 năm ngoái, tiến hành tiêm phòng cho người từ 16 tuổi trở lên, chiếm khoảng 69% trong tổng số 9,3 triệu người dân nước này. Trong thông báo mới đây, Bộ trưởng Y tế Israel ông Julie Edelstein cho biết ít nhất 50% dân số đã hoàn tất tiêm ngừa, trong khi đó tỷ lệ người dân nhận được ít nhất một liều vaccine là gần 56%. Israel kỳ vọng tất cả người Israel đủ điều kiện tiêm chủng đều sẽ nhận được vaccine cho đến cuối tháng 5. Song song đó, chính phủ cũng cấp thẻ xanh cho những ai hoàn tất tiêm chủng hoặc đã nhiễm và hồi phục bệnh COVID-19. Tấm thẻ sẽ giúp họ được phép đến các tụ điểm giải trí. Hiện giờ, các doanh nghiệp, trường học và sân bay đều đã tăng công suất hoạt động sau khi trải qua 3 đợt phong tỏa kéo dài. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mới đây bày tỏ lo ngại khi hãng dược AstraZeneca thiếu hụt trầm trọng các lô hàng vaccine để giao cho các nước Liên minh châu Âu-EU. Theo hợp đồng, thì AstraZeneca cần phải giao cho EU thêm 200 triệu liều vaccine từ nay cho đến hết tháng 6. Trong khi đó, làn sóng dịch bệnh thứ 3 đang hoành hành khắp lục địa già. Do chiến dịch tiêm phòng đại trà chậm hơn rất nhiều so với Anh và Mỹ, các nhà lãnh đạo EU đã cảnh báo sẽ ngăn chặn tập đoàn AstraZeneca xuất khẩu vaccine ra bên ngoài khối, cho đến khi nào hãng dược này cung cấp đủ vaccine cho EU theo đúng cam kết trong hợp đồng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà von der Leyen kêu gọi AstraZeneca cần phải tăng tốc, cần phải tuân thủ hợp đồng đã ký với EU trước khi nối lại việc xuất khẩu vaccine ra ngoài khối. Dù hợp đồng yêu cầu AstraZeneca cung cấp cho EU 300 triệu liều vaccine đến hết tháng 6, đến nay hãng dược của Anh Thụy Điển mới chỉ chuyển giao được khoảng 100 triệu liều. Lời cảnh báo cấm xuất khẩu vaccine của EU đang gây tranh cãi trong nội bộ khối này, cũng như giữa EU với nước Anh. AstraZeneca ngày 25 tháng 3 cho biết vaccine của hãng có hiệu quả 76%, kết luận được rút ra sau khi phân tích dữ liệu từ cuộc thử nghiệm lâm sàng mới ở Mỹ. Trước đó, thì AstraZeneca công bố vaccine có hiệu quả 79%, nhưng bị chỉ trích là sử dụng dữ liệu cũ và không còn phù hợp.
AstraZeneca nhấn mạnh vaccine của hãng có hiệu quả đến 85% đối với người trên 65 tuổi và có hiệu quả ngăn ngừa 100% các ca bệnh nặng và tử vong vì COVID-19. Một số chuyên gia dịch tễ cho biết với Reuters rằng kết quả do AstraZeneca công bố cho thấy vaccine của công ty này có hiệu quả tương tự với nhiều loại vaccine phương Tây khác. Đáng chú ý, kết quả thử nghiệm trên hơn 32.000 người dùng vaccine AstraZeneca được thực hiện sau khi các biến chủng đã lây lan mạnh trên toàn cầu. Theo hãng dược, cuộc thử nghiệm mới đây đã đánh tan các mối nghi ngờ về tính hiệu quả và nguy cơ xảy ra tác dụng của vaccine AstraZeneca. Vaccine AstraZeneca được cho là góp phần quan trọng để đẩy lùi đại dịch toàn cầu do có giá thành rẻ và dễ vận chuyển hơn so với các loại vaccine của Moderna hay Pfizer. Tuy nhiên, sự nghi ngờ đối với vaccine AstraZeneca ở Âu Mỹ đang gia tăng. Hàng loạt quốc gia đã từng đình chỉ tiêm phòng AstraZeneca để điều tra về nguy cơ đông máu. Sau đó, cơ quan dược phẩm châu Âu EMA khẳng định vaccine an toàn, nhưng người dân châu Âu vẫn còn ngờ vực. Mặt khác, việc hạn chế xuất khẩu vaccine AstraZeneca từ Ấn Độ và EU đang làm phức tạp thêm tình hình. Hai nguồn tin nói với Reuters rằng Ấn Độ đang tạm ngừng các đơn xuất khẩu lớn từ Viện Huyết Thanh Ấn Độ, nơi sản xuất vaccine lớn nhất thế giới. Đó là do Ấn Độ muốn ưu tiên đáp ứng nhu cầu trong nước khi dịch đang tái bùng phát mạnh. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đang phát triển loại vaccine ngừa COVID-19 dạng hít đầu tiên trên thế giới, thay vì tiêm vào da như thông thường. Được biết, Trung Quốc đã thử nghiệm lâm sàng một loại vaccine dạng hít của CanSino Biologic nhưng không rõ chi tiết. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Khoka hôm 25 tháng 3 cho biết nước này đang phát triển loại vaccine ngừa COVID-19 dạng hít bằng mũi đầu tiên trên thế giới. Ông Khoka nói thêm, việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 có thể sớm bắt đầu, đồng thời triển vọng sản xuất đại trà cũng rất khả quan. Chỉ cần một nhà máy cũng có thể cung cấp đến 250 triệu liều vaccine dạng này, trích lời Bộ trưởng Khoka chia sẻ. Từ giữa tháng 6 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiêm chủng đại trà, hiện đã phân phối được gần 13,5 triệu liều vaccine. Trong khi đó, theo AFP, cơ quan quản lý dược phẩm Trung Quốc cũng đã cấp phép cho công ty CanSino Biologic của nước này thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 dạng hít. CanSino không cung cấp thêm thông tin về loại vaccine COVID-19 dạng hít này, nhưng cảnh báo tính an toàn và hiệu quả của vaccine chỉ được xác nhận sau thử nghiệm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây cáo buộc Mỹ liên tục tung ra thuyết âm mưu về nguồn gốc COVID-19, cho rằng Mỹ thao túng chính trị trong vấn đề dịch bệnh. Chủ đề này cũng là một trong những điểm nóng gây tranh cãi gay gắt giữa Bắc Kinh với Washington và các nước phương Tây nói chung suốt hơn một năm nay. Hôm 24 tháng 3, Phái đoàn Thường trực của Mỹ ở Liên Hợp Quốc kêu gọi các chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới cần phải được truy cập dữ liệu thô và phỏng vấn riêng với các cá nhân quan trọng trước khi đưa ra báo cáo về nguồn gốc của virus corona. Quan chức Mỹ cho rằng nếu cần thiết thì nhóm chuyên gia WHO nên đến điều tra kỹ càng hơn ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ngay sau đó, bà Hoa Xuân Ánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng gay gắt vào ngày 25 tháng 3. Bà Hoa cho biết, mỗi lần nghiên cứu về nguồn gốc đại dịch có bước tiến quan trọng thì người Mỹ lại tung ra thuyết âm mưu, mặc dù họ không phải là nhà khoa học hay chuyên gia y tế. Đó là bằng chứng không thể rõ ràng hơn, cho thấy sự thao túng chính trị đang diễn ra ở đây. Người phát ngôn nhấn mạnh các chuyên gia WHO đã được giúp đỡ và tạo điều kiện hợp tác chặt chẽ với phía Trung Quốc. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cũng bày tỏ nghi ngờ về các dữ liệu mà giới chức Trung Quốc cung cấp cho nhóm chuyên gia WHO khi điều tra nguồn gốc đại dịch. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 18 giờ ngày 26 tháng 3, Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh trái phép và 3 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam. Thông tin cụ thể của ca mắc như sau. Bệnh nhân 2581 là nam, 30 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ngày 24 tháng 3, bệnh nhân từ Nhật Bản về sân bay Đà Nẵng và được cách ly tại tỉnh Quảng Nam. Ngày 26 tháng 3, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Bệnh nhân 2583 là nữ, 28 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 25 tháng 3, bệnh nhân nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và được cách ly tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 26 tháng 3, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Bệnh nhân 2584 là nam, 33 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 25 tháng 3, bệnh nhân từ UAE nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất và được cách ly tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 26 tháng 3, xét nghiệm lần 2, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai. Trường hợp 2 ca mắc nhập cảnh trái phép là bệnh nhân 2585 là nam, 44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Ngày 23 tháng 3, bệnh nhân nhập cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, sau đó về lại Bình Dương. Ngày 25 tháng 3, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Bệnh nhân 2586 là nữ, 26 tuổi, địa chỉ ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Ngày 22 tháng 3, bệnh nhân nhập cảnh trái phép ở Phú Quốc, sau đó về sân bay Nội Bài và tiếp tục về thành phố Hải Phòng. Ngày 26 tháng 3, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 26 tháng 3, Việt Nam có tổng cộng 2.586 ca mắc, trong đó có 2.265 ca đã được chữa khỏi và 35 ca tử vong. Tối hôm qua ngày 26 tháng 3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết công tác truy vết tại các địa bàn có những người liên quan đến 2 ca bệnh nhập cảnh trái phép mà Bộ Y tế đã công bố sáng ngày 26 tháng 3 đã được tiến hành khẩn trương. Bước đầu đã truy vết được 142 người, riêng Hà Nội là 76 người. Hiện 25 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, số còn lại đang chờ kết quả. Cụ thể, ngoại trừ Hà Nội và Hải Phòng, có 12 tỉnh thành khác có người đi cùng chuyến bay VJ 458 từ Phú Quốc về Hà Nội vào ngày 22 tháng 3. Trong số các mẫu truy vết có một trường hợp là tiếp viên có biểu hiện đau rát cổ họng, hiện đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn. 3 trường hợp F1 còn lại được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung. 72 trường hợp liên quan khác cùng chuyến bay đang tiếp tục được các quận huyện thị xã điều tra xác minh, lấy mẫu bệnh phẩm và cách ly tại nhà. Bộ Y tế cũng đã đề nghị các địa phương liên quan tiến hành ngay việc xử lý, phun khử trùng triệt để môi trường tại nơi bệnh nhân thường trú, các địa điểm bệnh nhân đã đến ở bao gồm cả bệnh viện FV thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Vinmec Hải Phòng, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cảng Bãi Vòng, bến tàu Rạch Giá, bến tàu Phú Quốc, nhà trọ, khách sạn, các phương tiện vận chuyển và các khu vực có liên quan khác theo đúng quy định tại hướng dẫn giám sát phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 sau khi Bộ Y tế thông báo có 3 ca nhiễm COVID-19 từng ghé qua thành phố Phú Quốc vài ngày trước. Báo cáo tại cuộc họp, ngành y tế cho biết đã cách ly được 26 trường hợp F1 và đang phát đi thông báo khẩn tìm 7 người đi chung 3 ca bệnh này khi nhập cảnh trái phép qua Phú Quốc. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Kiên Giang, qua điều tra dịch tễ, cả 3 người COVID-19 vừa ghi nhận đều có ghé qua thành phố Phú Quốc trước đó. Đây cũng là 3 trong số 10 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng tàu cá, gồm 8 nữ và 2 nam. Về phía địa phương thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc cho biết, sau khi nắm được thông tin, đã chỉ đạo ngay cho Trung tâm Y tế và Công an thành phố Phú Quốc truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân nói trên. Đến thời điểm này đã cách ly được 26 trường hợp F1, trong đó có 15 người là nhân viên, người nhà khách sạn Khoa Thư và 9 nhân viên sân bay quốc tế Phú Quốc và 2 tài xế. Tuy nhiên, qua trích xuất camera, có đến 5 người vào khách sạn Khoa Thư. Hiện đã nắm được thông tin 3 người là 3 bệnh nhân, còn 2 người hoàn toàn chưa có thông tin. Như vậy, trong 10 người nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc vào ngày 22 tháng 3, ngoài 3 bệnh nhân đã phát hiện thì còn 7 trường hợp chưa nắm thông tin. Trước mắt, Phú Quốc sẽ phối hợp với các địa phương khác tiếp tục truy tìm 7 trường hợp này vì có thể họ đã rời đảo, đồng thời tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2, F3 của 3 bệnh nhân nói trên. Còn tại Hải Phòng, liên quan đến ca bệnh COVID-19 mới phát hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng quyết định cho học sinh các cấp thuộc 3 xã của huyện Kiến Thụy tạm nghỉ học để truy vết phòng dịch. Theo đó, từ ngày 26 tháng 3, học sinh các cấp thuộc xã Tú Sơn, Đại Hợp, Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy và trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đức Cảnh dừng đến trường. Trước đó, trong đêm ngày 25 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát đi thông báo cho cơ sở giáo dục yêu cầu những học sinh, giáo viên, nhân viên không đến trường nếu thuộc diện F0, F1, F2 và nghiêm túc thực hiện cách ly theo đúng quy định. Toàn ngành thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến chiều ngày hôm qua, thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã truy vết và có kết quả xét nghiệm của 31 trường hợp liên quan đến nữ bệnh nhân 2580 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về nước. Theo đó, có 8 trường hợp tiếp xúc gần với F1 và 23 trường hợp tiếp xúc F2 của nữ bệnh nhân 2580 và tất cả trường hợp có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành gỡ phong tỏa khu nhà trọ ở đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, là nơi người nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 2580 vì người này cũng có kết quả âm tính. Cũng trong chiều qua, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông báo khẩn tìm 2 tài xế từng ở với bệnh nhân 2580 từ Rạch Giá về thành phố Hồ Chí Minh và di chuyển đến huyện Bình Chánh, cụ thể như sau. Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3, bệnh nhân từ bến tàu Rạch Giá bắt taxi không rõ biển số, tài xế thân hình mập, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, băng giày. Vào lúc 18 giờ ngày 22 tháng 3, bệnh nhân đi xe ôm, xe quay RSX màu đen từ đường Nguyễn Văn Linh đi đến khách sạn Quốc Thái, số 90 đường số 7, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến ca COVID-19 mới tại tỉnh Bình Dương, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh này vừa cho biết đã xác định có 31 người liên quan ca bệnh trên và tiến hành phong tỏa một tuyến đường ở phường An Phú, thành phố Thuận An.
Cụ thể, ca mắc COVID-19 mới ghi nhận là người đàn ông, sinh năm 1977, quốc tịch Trung Quốc. Ca bệnh này có địa chỉ ở số là 259 và 260, khu dân cư Oasis 2, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Địa chỉ công ty ở số là C63-64, khu dân cư Vị Xin, phường An Phú, thành phố Thuận An. Bước đầu qua truy vết, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, tổng số có 8 trường hợp F1, trong đó có vợ, hai con gái, 4 nhân viên công ty và một lái xe. Các trường hợp này đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Tổng số trường hợp F2 là 23 và đang cách ly tại nhà. Cơ quan chức năng địa phương này cũng đã cung cấp thông tin về lịch trình di chuyển của ca bệnh để phục vụ cho công tác truy vết. Cụ thể, bệnh nhân này nhập cảnh vào Việt Nam vào khoảng tháng 3 năm 2020. Ngày 22 tháng 3 năm 2021, bệnh nhân di chuyển từ cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh về nhà ở số là 259-260, khu dân cư Oasis 2, An Phú, thành phố Thuận An. Trong 3 ngày từ ngày 23 đến ngày 25, bệnh nhân tới công ty làm việc. Đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 3, bệnh nhân đặt GrabCar biển kiểm soát là 60A73663 đi xuống trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh để làm xét nghiệm SARS-CoV-2 để sang Campuchia, sau đó cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Chuyển sang thông tin thử nghiệm vaccine. Thưa quý vị, những ngày qua thì Học viện Quân y đang tiếp tục triển khai tiêm thử nghiệm mũi 2 giai đoạn 2 của vaccine NanoCovax. Có mặt tại địa điểm trên vào sáng ngày hôm qua 26 tháng 3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã đến thăm hỏi, động viên những tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đã tiêm mũi 2 giai đoạn 2 của vaccine NanoCovax. Trước đó ngày 26 tháng 2, thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã tiêm mũi 1 vaccine này. Theo tiến độ hiện nay, dự kiến đến cuối tháng 4, giai đoạn 2 thử nghiệm vaccine sẽ hoàn thành. Đến cuối tháng 6 sẽ báo cáo Bộ Y tế và xin cấp phép vaccine. Liên quan đến ca nghi tái dương tính ở Hà Nội, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết ca bệnh trên đã có kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính với SARS-CoV-2. Theo đó, bệnh nhân số 1555, 86 tuổi ở Thành Công, Ba Đình, Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR. Trước đó, bệnh nhân này từ Mỹ về Việt Nam để cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 16 tháng 2. Sau khi khỏi bệnh, bệnh nhân được cách ly thêm 14 ngày tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đến ngày 1 tháng 3 với kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 5. Sau đó, bệnh nhân trở về khu tập thể Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội và cách ly 2 tuần tại nhà. Ngày 21 tháng 3, bệnh nhân khám và điều trị u thận trái tại Bệnh viện Hữu Nghị. Quá trình điều trị, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, được bệnh viện lấy mẫu SARS-CoV-2 vào ngày 24 tháng 3 và chuyển Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội xét nghiệm và có kết quả dương tính vào ngày 25 tháng 3. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dịch COVID-19 ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới trong các bản tin tiếp theo. Mời mọi người đăng ký kênh để theo dõi.